Một thành phố vốn tấp nập xô bồ, đâu đó lại có một mùa hoa rất khác lạ. Những cánh trò nâu, hay còn gọi là hoa dầu, rơi theo những cơn gió khiến nhiều người cảm thấy vui hơn. Cảm thấy là giữa cái mùa dịch như thế này, mình cảm thấy những cái cánh hoa trò nó bay làm cho tâm hồn mình nó thoải mái hơn. Mình quên đi những cái cũng như là về áp lực về dịch bệnh nó tới. Mình cảm thấy mình thấy lòng mình thấy nó thoải mái, ấm áp hơn. Riêng tôi thì cũng mong cho là mọi người dân đều có ý thức để cho mọi dịch bệnh nó sớm qua nhanh. Để thành phố mình nó sẽ mỗi ngày mà sẽ nhộn nhịp hơn. Mình thấy cái mùa hoa trò này nó bình yên lắm các bạn. Tại vì dịch với lại mấy cái người ta giãn cách xã hội đó, nên là thành phố mình nó ít người hơn nên nó không có được sôi nổi giống mấy ngày bình thường đó các bạn. Dọc các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Lê Quý Đôn, Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, những hàng trò với chục năm tuổi đời đang vào mùa trái chín. Bông hoa trò từ màu xanh tươi chuyển sang nâu, rồi rời khỏi cành nhờ một cơn gió và xoay tít, đáp xuống mặt đất, nằm yên trên những con đường. Mỗi năm khi mà đi ngang qua những con đường mà có hoa trò thì mình cảm thấy khi mà ngắm hoa trò rơi thì mình cảm thấy là mình thư giãn hơn, thoải mái hơn, bớt suy nghĩ, những cái suy nghĩ tiêu cực. Nếu như mọi người cùng nhau ở nhà chống dịch thì cũng sẽ có một số người đi ra đường. Thì khi mà bắt gặp những cánh hoa trò rơi thì mình nghĩ là cũng sẽ bình yên một phần nào đó. Gác lại những ngày hối hả của thành phố, mỗi lần có xe vượt qua, những cánh trò lại giật mình nảy lên, làm tâm hồn người ta cũng trở nên nhẹ nhàng, bình yên hơn giữa những bộn bề cuộc sống.